Ôi, cái trời gì đâu mà nóng nực bực bội ghê vậy đó. Nóng quá anh ha. Trời ơi, thiệt chứ. Anh nhìn cái chân em nè, đi ra đường khói bụi không à. Trời ơi, nó dơ gì đâu á. Không có tin được luôn coi nè. Cái chân cẳng em nè, toàn là bụi không anh thấy không. Dán ghê vậy đó. Không, anh không nóng. Trời ơi, em đổ mồ hôi quá chừng để em lau cho. Mát mát. Thôi mình ăn đi ha. Vậy thôi, ăn đi ha. Ăn đi em. Ăn này ha. Ê! Trời anh dừng lại. Đưa đi em. Trời ơi, mấy cái này nè ha. Mình ăn uống ở chỗ công cộng á, biết không? Thì người ta rửa nè, nhiều khi á không có kỹ. Trước khi ăn á thì mình phải lau. Lau cho nó sạch sẽ sáng bóng vậy nè. Đó. Trời ơi, phải lau thiệt là sạch để mấy con vi khuẩn á nó bay đi hết á thì mình mới ăn được, đúng không? Đó. Xong rồi á, cái mình ăn nè. Cái này ngon hơn nè, đó. Anh ăn đi. Ê nè nè, nè, nè không nha. Nè. Rồi. Nãy giờ tôi nhịn cô dữ lắm rồi đó nha. Ơi con gái con gứa gì ở dưới vậy? Xíu nữa ba mẹ cô ra đây nè. Cô nói là tôi với cô không có hợp cho nên là không có ngồi nói chuyện nữa. Mai mốt không có hẹn hò, không có lên lịch mà mần ma gì nữa nha chưa. Ui, con gái gì đâu mà bày hay quá. Anh ơi, ở đây ăn với em rồi em lau mặt cho anh nha. Anh ơi, anh. Con ơi là con. Ê, chắc mẹ có cổ mà chết quá. Mẹ. Con có biết để có một buổi mà gặp mặt nhau đây để người ta coi mặt con là mẹ phải đút lót cho bà Mai bao nhiêu tiền chưa? Tại sao con lại đi phá cái kiểu như vậy? Ủa, thì ba mẹ kêu con làm gì con làm cái đó rồi. Con cũng tới gặp người ta như đúng hẹn. Thì con cũng nghe lời mẹ là giả bộ thùy mị nết na. Xong rồi con gọn gàng sạch sẽ. Chẳng qua là người ta không có thích được chăm sóc như vậy thôi. Sao trách con được. Mà thôi, dù gì con cũng đã xong nhiệm vụ rồi. Con đi về trước. Ba mẹ tính tiền cho con nha. Thiệt là mất mặt à. Còn đứng đây làm cái gì nữa. Lo thanh toán tiền rồi đi về lẹ đi. Con nó về kìa ông. Con mới về. Nè con. Dạ. Ngồi xuống coi nè. Trời ơi, mẹ mới mua đầm mới á hả? Cái đầm này dễ thương nè. Con thấy hợp với mẹ đó. Hợp cái gì? Mẹ già rồi đâu mặc ba cái này. Ba mẹ mua cho con đó. Hả? Ba mẹ mua cho con. Tự nhiên mua đầm cho con làm gì? Con làm cái gì nữa? Bữa nay á, bà Mai mối á, có nói với bà mẹ có một cái mối mới này tốt lắm. Cậu con trai này á đẹp trai mà giỏi lắm. Mà hình như là bạn học cũ cùng trường với con ngày xưa đó. Nữa hả? Trời, bây giờ 1 tháng 30 ngày. Ba mẹ bắt con đi coi mắt hết 15 ngày rồi. Mà con thấy á, ba mẹ đừng có phí tiền cho mấy bà mai mối nữa. Mấy bà gạt thôi, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian nữa. Mà trên đời này con mới thấy á nha, có mỗi ba mẹ thôi là ba mẹ chồng mà sốt sáng á là mai mối rồi tìm chồng cho con dâu như vậy luôn đó. Thôi kệ đi con, ai nói gì nói. Tằng Nghĩa chồng con cũng chết 3 năm rồi thì bây giờ á con cũng phải đi bước nữa chứ không thôi phí cái tuổi thanh xuân của con. Đúng rồi, lần này á là con phải lấy chồng. Ba mẹ con xin lỗi nha. Đúng là con có làm theo ý ba mẹ đó. Nhưng mà quan trọng á là người ta có chịu nổi hay không. Lan. Ủa? Lâu không gặp. À, anh Khoa là anh. Ồ, em ăn tỏi với hành hả? À, dạ đúng rồi. Em đang ăn tỏi á, anh biết không? Ăn tỏi á tốt cho sức khỏe lắm. Em ăn riết em ghiền luôn á. Ngon, anh ăn không? À không. À, em quên, anh không có thích mấy cái thứ nặng mùi như vậy. Nhưng mà em lại rất là thích. Như vậy là mình đâu có chung sở thích với nhau đâu. Vậy bữa nay á em về trước nha. Không. Anh thích.
Thôi, em biết anh hồi đó giờ mà. Em còn lạ gì cái tính anh nữa. Không thích thì thôi, mình đừng có ráng nha. Anh cũng biết tính em mà. Không thích sao phải ráng vậy? Thiệt tình luôn á, em không ngờ là ba mẹ chồng em lại gặp ngay anh là người yêu cũ của em để mai mối. Anh thấy đâu có ngờ gì đâu. Anh là người muốn đến ngày hôm nay mà. Em có biết không, suốt thời gian qua lúc nào anh cũng nhớ tới em hết á. Hay là có thể nào cho anh cơ hội được không? Anh Khoa, anh đừng có giỡn nữa. Anh cũng biết mà, em có chồng rồi. Chẳng may á là chồng em mất sớm thôi. Nhưng mà anh biết không, ảnh là con một trong nhà. Bây giờ ba má chồng em chỉ có một thân một mình thôi. Mà cũng có tuổi rồi. Nếu như bây giờ mà em đi lấy chồng, em bỏ ba mẹ chồng một mình, đâu có ai lo lắng chăm sóc đâu. Như vậy á, tuổi già cô đơn rồi tuổi thân lắm. Vậy còn em thì sao? Mình phải lo cho mình chứ. Em hả? Trời ơi, anh Khoa nhìn em đi. Thấy em không? Bây giờ nè, thoải mái, vui vẻ. Em thích cuộc sống tự do một mình như vậy nè. Mà thôi, bây giờ không có làm phiền anh Khoa nữa. Xin lỗi vì buổi hẹn hôm nay làm hỏng nha. Em về ạ. Lan, Lan. Cái con nhỏ này hết chỗ nói à. Đi, đi. Lan, Lan. À, trời ơi, Lan ơi là Lan. Ba mẹ không biết nói sao luôn với con á. Sao bao nhiêu mối tới với con đều phá hết trơn vậy? Rồi bây giờ rốt cuộc con muốn cái gì? Con muốn cái gì con nói đi. Con chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ thôi. Bây giờ ba mẹ có tuổi rồi. Nếu như mà bây giờ con đi lấy chồng thì ai lo lắng cho ba mẹ hả? Con biết á, là ba mẹ rất là thương con. Con cũng thương ba mẹ nữa. Cho nên là con không có muốn đi lấy chồng đâu. Để cho ba mẹ ở một mình rồi ai lo lắng chăm sóc. Trước đây con từng hứa với chồng con trước khi ảnh mất là sẽ ở bên cạnh thay ảnh chăm sóc lo lắng cho ba mẹ. Cho nên bây giờ con quyết định rồi, con sẽ ở như vậy, ở bên cạnh chăm sóc cho ba mẹ tới cuối đời luôn. Nhưng mà con ơi là con còn trẻ lắm. Rồi lỡ mai này ba mẹ mất đi rồi, ai sẽ là thay ba mẹ chăm sóc lo cho con? Nếu gia đình đồng ý á, con sẽ là người chăm sóc Lan đến cuối đời. Anh Khoa, sao anh lại ở đây? Anh biết nỗi lo lớn nhất của em á là ba mẹ chồng cũ của em. Anh cũng từng là trẻ mồ côi. Anh sống có một mình nè. Anh cũng cần có một gia đình yêu thương nhau giống như vậy á. Nếu mà em đồng ý cưới anh về á, anh sẽ rước ba mẹ chồng cũ của em cùng nhau ở chung, cùng nhau chăm sóc, cùng nhau phụng dưỡng. Em thấy thì sao? Anh làm như vậy có thiệt thòi cho anh quá không? Anh đừng có vì em mà làm mấy cái chuyện này. Không, anh vì anh mới làm như vậy. Anh cũng cần có một gia đình yêu thương trọn vẹn. Đồng ý đi con. Được đó. Em đồng ý. Ông ơi, vậy là mừng rồi, mình yên tâm, mình không có lo nữa. Thôi thôi, bây giờ mình đi về nhà rồi chuẩn bị bàn chuyện cưới đi con. Dạ dạ. Đi 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 đi. Đi đi. Feel